Chương trình radio gửi người tôi thương. Con người không sợ gian nan, trắc trở, thất bại, mà sợ nhất là đi sai đường. Đúng như lời Nguyễn Trường Tộ, một bước xa chân, ngàn thu hận, ngoảnh đầu nhìn lại đã trăm năm. Trước đây, tôi từng đọc qua câu chuyện có thật, kể về một người rất có chữ tín. Vì gia cảnh khó khăn, nên anh ta muốn bán đất đai nhà cửa của mình để trang trải công việc. Vì mảnh đất rất đẹp, nhà tốt, nên có người muốn mua ngay. Tuy nhiên, người mua này lại trả với giá rất thấp. Hai bên thương lượng xong nhưng lại chưa thanh toán, cũng chưa đặt cọc. Sau đó lại có một người muốn mua. Người này ra một cái giá rất cao và muốn thanh toán tiền ngay. Nhưng dẫu nói thế nào, chủ nhà vẫn không bán. Tại sao? Vì họ là người thành thật, luôn giữ chữ tín. Khổng Tử nói, nhân vô tín bất lập. Người không có chữ tín, không có chỗ đứng ở đời. Tiếc thay, con người trong xã hội ngày nay, phần lớn mở miệng ra là nói lời bất tín, đâm điều đặt chuyện, mà mặt không hề biến sắc. Vậy nên lời nói của họ khiến cho người ta nghi ngờ, khó tin. Người xưa dạy, làm người nhất ngôn cửu đỉnh, nhất hứa ngàn vàng, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Một lời nói nặng tựa Thái Sơn, một câu hứa đáng giá ngàn vàng. Có thể thấy uy lực của lời nói to lớn vô cùng, cũng như một lời nói của người quân tử như nước chảy xuôi dòng. Một khi đã nói ra, không thu lại, không bao giờ thay đổi. Tín nghĩa thời xưa, nhân, nghĩa, lễ, tín chính là chuẩn mực chế ước tư tưởng, hành vi tự thân của cổ nhân. Trong cuốn Lã Thị Xuân Thu, Trọng Ngôn có kể về một điển cố là Đồng Diệp Phong Đệ. Chu Thành Vương thuở còn nhỏ, trong một lần cùng em trai là Thúc Ngô chơi ở dưới gốc cây ngô đồng sau hoàng cung. Chu Thành Vương cắt một chiếc lá ngô đồng thành hình viên ngọc và đưa cho em trai và nói, huynh dùng cái này phong tước cho đệ. Chu Công nghe thấy lời ấy, liền tiến đến bái kiến và nói, đại vương phong tước cho em trai, thật là việc tốt. Chu Thành Vương nói, ta chẳng qua chỉ là đang chơi đùa một chút với em trai thôi mà. Chu Công nghiêm túc nói, thiên tử không thể nói đùa. Thiên tử nói gì, người chép sử ghi lại thế ấy, nhạc công hát thế ấy, đại thần truyền bá thế ấy, thiên tử đã nói là nhất định phải làm. Vì thế sau này Chu Thành Vương lên ngôi, đã phong cho em mình làm ứng hầu. Lựa chọn con đường chân chính. Kỳ thực, bất luận dù ai địa vị cao thấp ra sao, trong cái đức làm người thì điều căn bản nhất chính là phải học chữ chân, phải làm điều thật, phải nói lời ngay. Tuy nhiên xã hội hiện nay, vì danh, vì lợi, vì tình, con người ta lại dễ bán rẻ lương tâm, cho rằng sống không gian dối, không thể đứng ở đời kiếm miếng cơm manh áo. Tuy nhiên, nhân sinh hữu mệnh, con người ta ngay từ khi lọt lòng cha mẹ thì cuộc đời vốn dĩ đã được an bài thấu đáo rồi. Người trong mệnh không có số giàu sang thì dẫu có dùng quyền lực cưỡng đoạt, dùng trí mưu cầu vẫn cứ bằng không. Cho dù có được cũng chỉ là thứ mèo trôi nước chảy, đến đi trong chớp mắt, phúc chưa kịp hưởng, họa đã liền kề.
Còn người số đã giàu sang thì thong dong tự tại, giàu sang vẫn đến. Nói như vậy, có thể có người cho rằng vậy chúng ta sinh ra làm người đâu cần phải cố gắng làm gì, bởi mọi thứ tự khắc đã an bài rồi thì cần chi cố gắng, buông xuôi mà sống. Nói như vậy không hẳn đã đúng. Con người sinh ra sống ở đời, thử thách là điều không thể tránh khỏi. Mỗi giây, mỗi phút, chúng ta đều phải đối diện với lựa chọn được mất, đúng sai. Mỗi một lựa chọn sẽ dẫn ta tới một con đường khác nhau. Con người vốn dĩ làm người thông minh không khó, khó là làm người thiện lương. Bởi thông minh thì thiên bẩm, là tôi rèn, nhưng thiện lương lại là lựa chọn. Khi đối diện với được mất thế gian, con người có thể lựa chọn theo tiếng nói của nhân tâm hay dục vọng của mình, thì cuộc đời từ đó rẽ sang ngả khác. Đời người chính là trường tu luyện, luyện tâm lương thiện, luyện lời thẳng ngay. Người có thể sống vạn sự tùy duyên, lấy thiện lương làm gốc, tất nhiên đức sẽ thêm đầy, đời thêm vững, trời kính đất nể, chư thần ban phúc lộc mãi dài lâu. Còn ngược lại, nếu như bỏ thiện làm ác, phúc rồi cạn, nghiệp ác sẽ tăng, quả báo là điều khó tránh, chỉ đợi thời gian báo ứng mà thôi. Xưa nay bài học về phương diện này cũng là nhiều không đếm xuể. Lại có người cho rằng thấy mới tin, không thấy không tin. Quả báo nhãn tiền mới làm cho người ta khiếp phục. Thực ra, trời cao có đức hiếu sinh, không có quả báo nhãn tiền, âu cũng là muốn cho kẻ sai đường lạc lối có thêm cơ hội để sửa chữa lỗi lầm, thêm cơ hội để ngộ ra chân lý. Vậy nên, trung thực chân chính, nó chính là nền tảng đầu tiên để làm người. Sống không chân, ắt mất tín nghĩa, tín không còn, sao có thể lập thân? Tác giả Phương Thảo. Con người sống một đời chỉ làm việc tốt, không cần hỏi tiền đồ, không cần cầu phúc, mà phúc khí tự đến. Trong cuốn sách Thái Căn Đàm của tác giả Hồng Ứng Minh, người thời Minh Trung Quốc, là một trong ba bộ kỳ thư sử thế được lưu truyền đến ngày nay, có một câu như thế này: Trinh sĩ vô tâm kiểu phúc, thiên tức tựu vô tâm sử dũ kỳ trung. Hiểm nhân chớ ý tị họa, thiên tức tựu trước ý trung đoạt kỳ phách. Ý nghĩa là người quân tử trung trinh khí tiết, không bao giờ nghĩ muốn phúc khí giáng lâm, nhưng trời lại cứ khai mở cho họ, trong khi họ không để ý, để họ được phúc phần. Kẻ tiểu nhân gian tham tà ác, dù vắt cạn tâm trí nghĩ cách tránh tai họa, nhưng trời lại cứ đoạt tinh thần và sức lực của họ đúng lúc họ tính toán dụng tâm, khiến họ chịu tai họa. Vậy nên người ngày nay mới nói rằng làm người cần nên lương thiện, bởi vì nông cạn chưa chắc đã được lợi, nhưng lương thiện sẽ được nhiều phúc báo hơn. Nông cạn chưa chắc đã được lợi. Có câu nói như thế này: bạn đón nhận thế giới như thế nào thì thế giới này sẽ đón nhận bạn như thế ấy. Một người mà nội tâm an tĩnh bình hòa, không tranh đấu, thì người ấy dịu dàng nhìn nhận thế giới này, thế giới sẽ là những năm tháng tuyệt vời, tiêu diêu, tự tại.
Còn nếu một người mà tư tưởng suốt ngày hãm sâu trong vũng bùn tối tăm, không cách nào vực lên được, chỉ A-dua theo lời, lại còn lấy đó là vui, thì thế giới này cuối cùng sẽ đáp lại bằng đau khổ. Vương Hy Phượng, một nhân vật trong bộ truyện nổi tiếng Hồng Lâu Mộng của tác giả Tào Tuyết Cần, là một ví dụ điển hình như thế. Vương Hy Phượng là người thế nào? Mọi người đều bảo cô ấy tính cách thâm sâu khôn lường, một vạn nam nhân cũng chẳng có một người bì kịp. Giả Trân nói nàng là từ nhỏ vừa cười một cái đã thấy tính sát phạt quyết đoán trong đó. Phụ nữ mạnh mẽ kiểu như Vương Hy Phượng, vấn diện hàm xuân uy bất lộ, đan thần vị khải tiếu tiên văn, mặt phấn như gió xuân chẳng lộ oai phong, môi hồng chưa hé đã nghe tiếng cười. Cái tài giỏi khéo léo ấy không chỉ ứng dụng trong việc quản gia hay kiếm tiền, mà ngay cả trong đối nhân xử thế cũng hết sức vẹn toàn, chu đáo. Lấy chuyện trong hồi, Giả Xá muốn lấy Uyên Ương làm tiếp để nói, Vương Hy Phượng đã khiến cho mẹ chồng là Hình phu nhân bận bịu quay như trong chóng. Cô còn được giả mẫu khen ngợi vì đã thể hiện là người rất giỏi trị sửa quản lý gia đình, rất giỏi xử lý công việc. Đây chính là tài năng của chị Phượng. Thực ra mỗi một việc mà cô ấy làm, mỗi một lời mà cô ấy nói đều được cô ấy tính toán kỹ lưỡng, có lợi cho mình nhưng lại khiến người khác cảm thấy là cô đang nghĩ cho họ. Thế nhưng, một nhân vật xuất sắc như thế cuối cùng cũng có kết cục như thế nào? Cơ mưu tính hết quá thông minh, cuối cùng mất đi tính mạng mình. Vương Hy Phượng tuy tinh khôn, nhưng cũng chỉ là người nông cạn tính toán chắc ăn. Người nông cạn chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt, còn tất cả những thứ khác họ lại coi như phù vân. Thế là họ chỉ biết dốc tâm sức tính toán, tìm kiếm cơ hội vì chút lợi ích còn con. Dần dần họ mất đi nhân tính, mất đi tâm tính. Người như thế này thì phúc khí cũng sẽ càng ngày càng rời xa, càng ngày càng mỏng đi. Cổ ngữ có câu, rắp tâm tính toán muôn chuyện hỏng, lùi bước nghĩ suy vạn sự thông. Làm người không nên quá tinh khôn, có lúc ngốc nghếch một chút cũng được. Để giữ một cái tâm giản đơn thì phúc khí không mời cũng tự tìm đến. 2. Thiện lương mới có nhiều phúc. Đạo Đức Kinh viết, ta có ba vật quý luôn giữ gìn nó. Thứ nhất là từ, thứ hai là kiệm, thứ ba là không dám đứng trước thiên hạ. Một người có trái tim nhân hậu, không để tâm cầu phúc, nhưng phúc khí luôn đến bên họ. Triều nhà Thanh có viên quan đại thần là Phan Thế Ân. Sách Lang Tiềm Ký Văn của Trần Khang Kỳ gọi ông ấy là người có phúc khí nhất trong 300 năm. Phúc khí của ông có được là nhờ phụ thân vui thích làm việc thiện, Phan Ông. Phan Ông danh tiếng lẫy lừng khắp huyện Ngô, mọi người gọi ông là Phan Thiện Nhân. Một ngày nọ, Phan Ông đi dạo ở vùng ngoại ô, trông thấy trong ngôi đình hóng gió có một cụ già muốn treo cổ tự sát, liền vội vàng chạy đến ngăn cản, hỏi han nguyên do. Cụ già nói, mấy ngày nữa tôi phải cưới vợ cho con trai nên đã mượn của họ hàng 30 đồng vàng. Hôm nay tôi vào thành mua y phục, kết quả bị kẻ cắp lấy trộm mất rồi, không còn mặt mũi nào nhìn người nhà nữa, thế nên tôi tìm đến cái chết. Phan Ông khuyên giải cụ già một hồi, dắt cụ vào trong thành và mượn một thương nhân thân quen 30 đồng tiền vàng tặng cho cụ.
Cụ già vô cùng cảm động, khấu đầu bái tạ và hỏi danh tính Phan Ông. Phan Ông cũng không nói cho cụ già biết mà rời đi ngay. Mấy năm sau, Phan Ông tìm nơi an táng cho cha qua đời, ngẫu nhiên dẫn thầy phong thủy đến thị trấn Quang Phúc. Thầy phong thủy thấy gò đất trong hồ hình dáng như hai rồng tranh châu, cho rằng đây là bảo địa phong thủy. Nhưng hai người đi hỏi han khắp quanh vùng mà không biết được danh tính người chủ đất. Bèn đến một quán rượu nghỉ ngơi. Thật may, ông cụ ở quầy rượu lại chính là cụ già mấy năm trước mà Văn Ông đã tặng vàng. Càng may mắn hơn là chủ nhân của mảnh đất phong thủy bảo địa mà Phan Ông đang tìm kiếm, đó lại chính là của cụ già này. Cụ già không nói gì thêm, liền tặng mảnh đất đó cho Phan Ông. Phan Ông không đồng ý và thương lượng giá cả với cụ. Cụ già cũng không đồng ý, hai bên chối từ mãi. Cuối cùng, hai người tìm ra phương án, viết giấy biên nhận 30 đồng tiền vàng năm xưa và giao cho cụ già, coi đó là tiền bán đất. Sau khi an táng cha, thì con trai Phan Ông là Phan Thế Ân dần dần hiển đạt. Quả đúng như thầy phong thủy nói, trong nhà đã xuất hiện trạng nguyên Phan Thế Ân, sau là quan đến chức tể tướng. Đây chính là lời tổng kết của bậc hiền sĩ có học thức sâu rộng. Âm địa bất như tâm địa hảo, âm địa tài hội chuyển hảo. Nghĩa là âm địa không bằng tâm địa tốt thì âm địa mới trở thành tốt được. Trong sách Liễu Phàm Tứ Huấn có viết, hết thảy phúc điền không rời xa thốn tâm điền. Theo tâm mà tìm thì cảm ứng, không việc gì mà không thông. Cảm ngộ, trên đời làm gì có phú quý trời sinh, nếu có thì chính là có lòng thiện lương từ khi sinh ra và giữ nguyên không đổi suốt cuộc đời. Con người sống một đời chỉ làm việc tốt, không cần hỏi tiền đồ, không cần cầu phúc, mà phúc khí tự tìm đến. Tác giả Phương Thảo. Chương trình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại chương trình lần sau.